Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lâu quá không có làm clip mọi người. Hôm nay thì mình sưu tầm được mấy con mái khoan nó bắt vít nội địa ha, nội địa Nhật luôn á. Nãy hàng này của ngân Hitachi nè, hôm nay của Mihan gì nè. Cái hàng này thì mình không rành, hàng này thì Hitachi thì mình biết nè. Đấy, còn hàng này là hiệu gì không biết, chữ Nhật thôi. Hàng này tiếng máy rất là êm nha. Đấy, thì hôm nay mình bán lên YouTube, mình bán từng cây luôn. Đấy, mọi người ai muốn mua thì gọi vào trực tiếp cho mình hoặc là gọi vào Zalo ha. Rồi thì máy này máy Hitachi với máy này là mình thay pin rồi. Đó, còn hai con này mình chưa thay. Để nếu như mà mọi người thích thì mình sẽ thay giao luôn. Đấy, thì pin của mình sử dụng là pin của Lysen. Đấy, pin Lysen 2500 ngàn mAh. Rồi gắn vô cái máy này á, cái máy này đây, lối phần heo. Máy của em ha. Máy Nhật thì mọi người khỏi chê rồi, tiếng máy rất là êm. Máy này thì nó còn zin hết toàn bộ. Đây những cái pin là mình tháo ra nè, của nó là xài pin pin giấy. Đấy, thấy cái pin cũ của nó nè. Đấy, máy Nhật thì đa số là pin giấy thôi, của nó là còn zin luôn. Cái cục này á, cái cục giấy này mình tháo từ cái máy xanh nè, còn cục này mình tháo từ cái máy vàng nè. Máy vàng mình tháo pin ra, mình chưa có đóng mới. Đó, nó xài bốn cục pin giấy nè, mà cái này chắc bị ẩm hay sao á, nó bị ấy rồi. Nhưng mà cái máy bên trong này vẫn còn tốt nha, mình tháo ra xem rồi vẫn còn tốt. Đấy, thì máy này đã thay pin nè, máy này như nhau thôi, khác màu thôi ha. Đây mình xem bớt rất là êm ha. Để ứng dụng là bắt vít những cái đồ điện tử như là tivi, lo kéo, rồi sử dụng trong gia đình mình là ok nha, hàng rẻ. Rồi thì con này thì sử dụng nặng hơn, con này mình thấy nó lực hơn nè. Con này là hàng của Nhật, Hitachi này, có chữ từ lừa chữ từ Nhật không biết chữ gì luôn, không biết. Đấy, bên này Hitachi ha, bên đây thì nó có cấp trượt đây từ 1 tới 6 nè. À, từ 1 tới 5, nó cấp trượt từ 1 tới 5, và nấc 6 là nấc khoan. Nấc 6 nấc khoan nghĩa là nó không có trượt nữa nha, nó cứ ngắt luôn, không có trượt nữa. Đấy, còn cái lỗ này lỗ gì đây mình không biết nha, lỗ này lỗ gì mình không biết luôn, lỗ gì không biết. Cái này là mình mới đóng pin rồi, mình đóng 2 viên Lysen, dung lượng là 2500 nha. Tại vì hai con này, ba pin này thì nó sử dụng là nối tiếp cho nên là nó được 8V4 lúc mà đầy ha, được 8V4. 8V4 thì nó sử dụng 2 viên là nối tiếp cho nên là nó còn có 2500 mAh thôi. Còn con đen này thì mình cũng sử dụng là 2 viên, nhưng mà con đen này nó chỉ có 4.2V thôi, cho nên là mình xài song song cho nên là nó được 5000 ha. Sử dụng rất lâu hết nha. Đấy, còn con này thì mình sẽ đóng pin luôn, con này nó cũng sử dụng là 7V luôn. Đó, nhưng mình đóng pin 2 viên nối tiếp vô là sử dụng ok. Rồi thì mình đóng pin này nè, mình sẽ lấy cho mọi người xem luôn. Ai cái hộp đồ này, hộp đồ đóng của mình này, pin quá trời nè. Đây mình đóng pin này ha, pin này pin Lysen, pin mới nha, vô đóng pin mới nè. Đấy, mọi người xem nè ha. Lysen 18650LA. Đó, pin này có dung lượng là 2500 nha. Rồi thì mình đã kiểm tra dung lượng rồi, mình có máy test đây. Máy này máy sạc đo dung lượng nè, và mình có xả luôn. Đây thì cái video làm cái máy xả pin lúc trước mình có đăng rồi. Đấy, thì đang xả cục pin Samsung nè, xả cục pin Samsung để nạp lại, rồi ngày mai cắm vô nạp sạc nó đầy rồi mình kiểm tra dung lượng được bao nhiêu ha, rồi bỏ để đi ngày mai mình sạc. Đấy, thì mọi người ai mà cần thì gọi vào số điện thoại mình để dưới mô tả nha. Thì ai cần sử dụng gia đình hoặc là sử dụng cho chế cháo hay là gì đó, hay là muốn trải nghiệm hàng cũ nội địa đó, hàng cũ nội địa thì liên hệ với mình nha.
Con này thì mình sẽ bán giá là 450. Đó, mình thay pin rồi luôn nha. 450 mình bảo hành cho 1 tháng. Còn con này thì tiếp hơn. Con này thì tiếp hơn. Con này nếu như mà mọi người đặt trên YouTube á, liên hệ cho mình vào số điện thoại YouTube á, thì mình để mọi người 600. Đó, còn ví dụ như mà mọi người còn như mà những người mà mua trên Shopee á, thì mình không có được giảm giá đó nha. Cái này giảm được 50k luôn á. Đó, mình bán tới 650. Nhưng mà con này là sử dụng tốt hơn nha. Con này lúc mình mua cũ thì giá nó cũng cao. Bởi vì là nó còn pin còn pin dưới nè, pin dưới mình tháo qua được nha. Đây. Đấy, tháo rời được ha. Đó. Hàng Nhật hoàn toàn. Thì con dưới đây á thì bảo hành 1 tháng này mọi người hơi e sợ ha, thì mình sẽ bảo hành cho mọi người là 6 tháng luôn. Đấy. Bảo hành pin, bảo hành máy. Đó. Nhưng mà không bảo hành máy lúc mà bị va chạm hay gì đó nha. Đấy, thì cái đó là gãy gọc thì mình không biết. Cái đó là thôi rồi. Còn khi mà tự nhiên máy nó không chạy hay là motor nó bị cháy bị gì đó thì mình sẽ bảo hành cho mọi người. Nó 6 tháng luôn, chơi lớn luôn. Rồi thì mình sẽ có 4 con này, trước tiên là 4 này nha. Sau này mình lấy nhiều con về mình sẽ giới thiệu mọi người nữa. Thì lấy về nhiều á thì nó cũng có một hai con nó không sửa được. Ví dụ như là motor nó bị cái nhông nó bị bể mọi người chứ không có sửa được. Hôm bữa mình lấy cái con Makita nó bị bể nhông cho nên là nó không có sửa được, dục luôn. Đó. Mấy con này mua mắc tiền hơn cái con này. Con này mua đi mua xác hay mua cũng bán ấy mua xác thì nó cũng gần 200 mấy một con. Đấy. Thì mình bán 450 nha. Còn tiền pin nữa, đóng pin nữa, mạch nữa. Đây mình đóng mạch là bia mạch này đây. Mất tiêu rồi. Mạch đây. Có mạch đàng hoàng nha, mạch sạc xả đàng hoàng nha. Đấy, thấy không? Và cái con mà đây. Cái con 4/2 á thì mình sử dụng mạch này. À. Đấy. Sử dụng mạch 1S. Còn con 7V á thì mình sử dụng con mạch 2S nha. Đó, 2 viên. Rồi. Còn thí dụ mà máy này mà mọi người muốn rẻ thì mình sẽ gắn một pin thôi. Như con này chưa gắn pin nè. Muốn rẻ thì gắn một pin thì nó rẻ nha. Còn gắn hai pin đường nó cao hơn thì nó sẽ mắc. Rồi, ok. Mọi người ai muốn mua thì liên hệ cho mình vào số điện thoại mình để lên bên dưới ha. Rồi. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại nha.